Xin chào mọi người Cái video này là một cái video uh, mới của BTC Ngay bây giờ là 10 giờ 33 phút sáng ngày 10 tháng 9 năm 2004 Hồi tối hôm qua, ngày hồi tối hôm qua Đầu 2 giờ sáng là mình có gửi cho bạn một cái video Ok, hay sáng ngày hôm nay có nghĩa là 8 giờ trước Ok, nhảy vô luôn Và trong cái video này mình sẽ đi lại cái tín hiệu một chút xíu Cho những người nào mới nhảy vô thị trường Thì bạn có thể bắt kịp với tất cả những người cũ Nhớ bạn luôn luôn có thể nhắn cho nhân viên nhân viên nhà nhân viên đây cái chỗ này nhắn cho nhân viên để lấy những cái tập vừa rồi để xác thực xác thực xác thực tín hiệu nó chuẩn như thế nào để lấy ra được những cái kiến thức mình đã lan tỏa trong những cái tập vừa rồi yeah. thì đây là bắt đầu từ đấy là 49 nó bò lên như vậy đây là sóng số 1 của nó đây là sóng số 1 của nó và xác suất cao ngay bây giờ đây là sóng số 1 và đây là sóng số 2 của nó sóng số 2 của nó từ 2 để mình biết cái sóng số 2 đã kết thúc ở đây rồi. Nó không tạo một cái sóng số 2 mới ở cái vùng này. Ok, để sóng số 2 biết kết thúc ở đây. Thì cái đầu cái mình cần 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 là mình cần năm sóng đi lên. Mình cần năm sóng đi lên. Mình cần năm sóng đi lên như vậy đó. Để làm chi? Mình cần năm sóng đi lên như vậy để mình xác thực cái con giá 49 là đấy rồi. Để mình biết 49 là đấy là mình cần năm sóng đi lên. Và cái năm sóng này đi lên á Ok, thì ngay bây giờ mình đang ở chỉ có là cái sóng số 3 của nó. Mình chỉ ở cái sóng số 3 của nó. Vừa rồi, tất cả những cái sự bao bỏng vừa rồi ở đây là mình đang ở cái sóng số 3 của nó thôi. Mình cần 5 sóng, 5 sóng, 5 sóng, 5 sóng. Bởi vì nếu mình chỉ có 3 sóng thôi thì nó sẽ sắp lại. Sập lại, sập lại. Nếu mình chỉ có 3 sóng thôi thì nó sẽ sập lại. Mình cần 5 sóng. Ok, thêm nữa nó lên lại. Ok, mở lên lại. kép okay. Thì trước khi mình nhảy vô, Ok thì rõ ràng là mình bắt đầu trong cái tín hiệu đó, thì mình bắt đầu từ cái vùng này. Cái vùng này như vậy là mình chia sẻ cho bạn á là trong cái tập vừa rồi ha, mình chia sẻ cho bạn cái đường chỉ màu đen này. Nếu nằm dưới đường chỉ màu đen thì tiếp tục sập. Ok, theo cái cây sóng số 3 của nó tới cái cái vùng này là cái vùng kế tiếp. Nhưng nếu nằm trên được đường chỉ màu đen thì nó sẽ bay. Ok, nằm trên được chỉ màu đen và nó sẽ bay và không chỉ vậy nữa nó cắn con giá 6 56.000, ngàn, 56.000 ngàn và 57.000. Từ vừa rồi như vậy về đếm sóng thì đây là cái bánh cam của mình. Ok, đây là sóng số 1. Đây là sóng số 2. Đây là sóng số 3. Đây là sóng số 4. Và đây là sóng số 5. Vừa rồi mà nó quyết định cái chỗ quyết định trò chơi là cái cái đường chỉ màu đen này mình cân nhắc cho bạn. Nha, vừa rồi là mình xóa nó. Ok, cân nhắc với một cái một cái đường chỉ màu tím. Cái điều uh, mình nói là cắn cái đường chỉ màu đen. Thì nó lên lên lên. Bạn thấy nó lên nó cắn, sau đó nó xuống nó reset lại. Ok, mà cái chuyện đó nó nó lặp đi lặp lại rất nhiều trong tiền điện tử ok và sau đó nó bay một cái vèo đi lên nó cắn hai cái mốc giá mình đưa cho ra cho bạn là vừa rồi như vậy là cái mốc giá cái đường chỉ màu đen này mình kêu bạn để ý nếu nó nằm trên đường chỉ màu đen thì nó sẽ leo thang ok và cái thứ hai nữa là cái con giá vừa rồi mình co bạn cái mốc giá nữa là con giá 50 uh, 50 uh, 56 ngàn 56 ngàn ok mình kêu bạn để ý hai cái câu đó để ý cái này để ý cái này ok nó cắn hai cái này là bay ok và còn còn giá 57 luôn. Thì vừa rồi cho những người nào mà vô lon thì bạn bạn vô lon ở cái vùng này, đúng không? Cái đường nằm trên cái đường chỉ màu đen là bạn cái vùng mà bạn vô vô lon. Thì bạn thắng một cái cái lon khá là ok. Đây là những cái kiến thức cơ bản bởi vì nhiều lúc mình đi mình ở ngoài đường, mình đi du lịch vân 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 vân. Những cái thứ này là mình đã lan tỏa bao nhiêu ngàn 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 cái video tính vừa rồi chứ không phải lúc nào mình cũng phải có mặt trong cái thị trường để cho bạn cái lệnh này lên nọ, đúng không? Thì đây là ngày nhớ và mình đã cân nhắc. Này đây là đây là sóng số 1 màu cam nè, đây là sóng số 2 thì từ 2 lên 3 như vậy là cái giai đoạn dài nhất trong những cái sóng. Từ 1 tới 5. Từ 2 lên 3 là cái giai đoạn dài nhất thì bạn có thể thấy là vừa rồi nó bay một cái vèo đi lên như vậy, cũng khá là ok. Ok là cái sóng dài nhất đúng không? Thì từ 2 lên 3 như vậy nó bay khá là ok. Thì để mà công nhận cái sự bay bổng đó là cái đường chỉ màu đen này nằm trên đường chỉ màu đen thì vừa rồi chuyện đó đã xảy ra giá như vậy cái sóng số 3 này có thể kết thúc ok thì rõ ràng là nó mình cho bạn con giá 57 mươi mình vừa rồi mình nói là để cho cái phần trăm mà cái sóng cam này có thể diễn ra thì ít nhất cái sóng số 3 này sóng số 3 này nó phải cắn được cái con giá gì con giá 56.900 và hơn nữa và hơn nữa và hơn nữa này o ở trong cái tập vừa rồi mình nói bạn có thể tắt tất cả mọi thứ nó cắn con giá xấu 56 000 56 900 Và không chỉ vậy và hơn nữa và hơn nữa Nó phải lên tới con giá được tới 58 000 Ok Thì cái thông tin này khá là chính xác Cần cần sống số 3 nít, nít là cần Phải đồng ít nhất là 56 900 Và hơn nữa Để cho cái phần trăm từ 1 tới 5 diễn ra cao hơn Đây 1, 2, 3, 4, 5 Để cho cái, cái từ 1 tới 5 diễn ra cao hơn thì nó phải cắn được con giá 56.900 và hơn được thì vừa rồi nó đã cắn cái okay, thì gọi là cái chính xác đó cái cái tín hiệu này chính xác đây mình cho bạn bắt đầu gọi là cái sự bay bổng là bắt đầu đường chỉ màu đen cắn con này ok và mình cho bạn cái này cái okay, thì mình cho bạn cái sự bay bổng này thì cái sự bay bổng này nó chỉ là cái sóng số 3 thôi nhớ để cho mình biết gì hồi nãy mình đã nói để cho mình biết là cái con giá 49 đúng không cái con giá gọi là cái sóng số 2 này nó không tạo một cái sóng số 2 mới nữa ok sóng số 2 không tạo sóng số 2 nữa ok sóng số 2 mới nữa ok và để cho con giá 49 49 là mình biết nó là đấy ờ, bạn là mình cần cái đầu tiên ngay bây giờ là mình cần năm sóng đi lên nhưng cái thực tế là mình cần cái gì mình cần chân nào mình có con giá 69 70 71 nằm trên bàn thì mình dám chắc chắn chắc chắn chắc chắn, chắn chắc chắn, chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn, chắn, chắn là con giá 49 là đấy và đó là cái tín hiệu đã chia sẻ trong cái cái cái, cái cái video của của cái khung ngày khung ngày ok thì đây mình mở nó lên lại ok thì xin lỗi bạn mình có cái một cái um, cuộc gọi nhưng mà mình sẽ tắt nó ok thì cái đầu tiên để mình biết là đây là cái sóng số 2 này nè nó là đẩy là đấy rồi ngày sóng số hai này là đấy rồi ok thì mình cần năm sóng đi lên bởi vậy mình để sóng số hai này mình để một cái dấu hỏi nó không có chắc chắn nhưng không có chắc chắn không có chắc chắn tới khi mình có ít nhất là năm sóng đi lên như vậy năm sóng đi lên khác okay. nằm lên thì vừa rồi như vậy Đây là những cái kháng cự những con giá mình chia sẻ cho bạn những cái tập vừa rồi nó không chỉ cắn con giá 56.900 đây 56.900 56.900 nó còn gắn 57.500 và 58 57.800 nó lên tới tới 58.000 Ok thì đó là nó chỉ là cái sóng số 3 thôi trong số 3 thời đây thì mình nhất nó lên nó chỉ là cái sóng số 3 thôi trong vì hết OK, hoặc nó chỉ là cái sóng gì? Nó chỉ là cái sóng C thôi. Đây là A, đây là B và đây là C. Nhớ, nó chỉ có A, B, C thì làm sao? Thì nó sắp lại, nó sập lại, sập lại, sập lại, sập lại. À, nếu như nếu nó chỉ bay bóng là chỉ có A, B và C thì nó sẽ sắp lại nha. Thì cái đó đã được giải thích trong những cái tập vừa rồi. Okay. Một cái mũi tên như vậy sắp lại okay. thì mình để nó qua bên đây đi ha, để đây sập lại okay. Thì vừa rồi như vậy là nó có cái tín hiệu hồi. Thì hai trường hợp đang được diễn ra ngay bây giờ. Một là đây là A, đây là B và chuẩn bị tới đây là C. Để mình biết từ B tới C đang được diễn ra, chỉ có một cái con giá thôi đơn giản. Nếu nó sập dưới con giá 55.300, đây. Nếu nó sập dưới con giá 55.300, thì sóng C sẽ được diễn ra. Mình kéo cái này qua này chút xíu. Ok. Đây. Nếu nó sập dưới, đúng không? Con giá 55.300 đó là cái chống lưng Ok, sập dưới con giá này thì sóng C được diễn ra Đây là A, đây là B và đây là C Đơn giản vậy thôi Sập dưới con giá 55.300 sóng C được diễn ra Hoặc, hoặc Ok, nếu nó nằm trên được lúc mà nó hồi đây Bây giờ là nó đang nằm trong cái sóng hồi Đây là sóng số 1 của nó Đây là sóng số 2 của nó Đây là sóng số 3 của nó Nó đang chuẩn bị trong cái đà xuống sóng số 4 của nó Và có thể đã bắt đầu rồi Ok, sóng số 4 của nó Và sau đó mình có cái sóng số 5 sống từ 3 mình sẽ nói về cái cái giai đoạn này thôi ha từ 3 tới 4 từ 3 tới 4 từ 3 tới 4 từ 3 tới 4 mình đập đi 3 lần như vậy để mình cho những người mới để những người ta hiểu ok từ 3 tới 4 như vậy nó có 3 sống được hiện ra xác suất là đây là sống số 1 đây là sống số 2 và sống số 3 từ 3 tới 4 như vậy thì xác suất là nó có sẽ 3 ba sống được hiện ra a b và c ok a b và c vẽ là vẽ tường chân nhớ nhớ là vậy vậy nhưng mà nếu nó chống được trên nó nghĩa là nó không nằm dưới con giá 53.300. Và nếu mà nó, mình nói lúc mình mình cho bạn một con giá nào nó nằm trên bàn á, có nghĩa under là under từ 3 tới 5 tiếng. Ok, từ 3 tới 5 tiếng. Nếu mà nó nằm dưới con giá 53.300 từ 3 tới 5 tiếng thì rất là bearish, có nghĩa là nó đã sập rồi. Nằm dưới nằm dưới từ 3 tới 5 tiếng là bearish, có nghĩa là nó đã sập rồi sập rồi, rồi ok thì những cái thứ này là mình bỏ nó đi ok gọi là để mình đã chia sẻ trong cái tập vừa rồi và mình sẽ uh, lặp lại sau ok lặp lại sau ok mình mình bỏ nó đi để để cho nó chống vắng và dễ, giải thích nó dễ hơn ok đây ok nhớ cái năm xong ok thì mình lập đi lập. ok đơn giản a b c mình xin lỗi Ok mình sẽ bắt cái này một chút xíu rồi sau đó mình 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 Ok, mình sẽ không bật. Ok. Ờ gọi lại gọi lại trong 10 phút nghe mình đang bật. Cảm ơn. Ok. Thì đây là A, đây là B và đây là C. Nếu sập dưới con giá 55.000 mình sẽ bắt đầu gọi là lúc mình làm phát trực tuyến video thì mình sẽ tắt cái điện thoại nha nhiều lúc mình xin lỗi mình quên okay. đây là a đây là b và đây là c để mình biết là c được diễn ra thì sập dưới con giá 55.300. mình xin lỗi một giây mình xin lỗi mình xin lỗi. OK. OK. Thì đây là a, đây là b và đây là c. Sập dưới con giá 55.300 thì sóng c được hiện ra. Vậy thôi. Cái sóng hồi này nó đang được hiện ra ngay bây giờ. Từ 3 tới 4 nó có ba sóng a, b, c. A, b và c. A, b, c. Nhớ nó giữ được nó giữ được trên con giá 55.300. Không nằm giữ con giá 55.300 thì xác suất sống số 5 sẽ được diễn ra. Đây đã được, được đã được cân nhắc. Giữ giữ cao hơn cao hơn cao hơn, giữ cao hơn thì sống số 5 sẽ được diễn ra. Sống số 5 này được diễn ra thôi chung vậy. Đơn giản như đang dự. Vậy thôi. Ok. Thì hai cái thứ đó là hai cái thứ quan trọng. À, sập dưới con giá 55.300 thì sống C sẽ được diễn ra. Đây là A, đây là B và đây là sóng C. Và nếu mà ABC diễn ra như vậy có nghĩa là sóng số 2 vẫn có thể chuyển đổi qua bên đây chứ không phải là không. Cân nhắc cân nhắc. Ok. À, vậy thôi, còn đây là năm sóng đi lên, năm sóng đi lên thì giữ trên con giá này thì sóng số 5 sẽ được diễn ra. Ngay bây giờ nó đang nằm trong giai đoạn là từ 3 tới 4, từ 3 tới 4 và từ 3 tới 4 như vậy nó xác suất là sẽ có 3 sóng A, B, C. A, B, C. Vậy thôi, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này. Nhớ là mình cần năm sóng xong năm sóng đi lên Cần năm sóng đi lên như vậy Thì nó sẽ rất là tốt cho những cái đồng altcoin Nha, cho những cái đồng altcoin Gọi là nó bắt đầu quay đầu đi lại Quay đầu lại để nó bay Ok Còn nếu mà nó không Nó không có năm sóng đi lên á Nó sập lại Thì nó sẽ đẩy những cái đồng altcoin xuống thêm một lần nữa Một lần nữa Nha, bởi vậy Nha giờ Chưa có gì chắc chắn ở đây Tới khi mình có năm sóng đi lên năm sóng đi lên Ok Để mình xóa cái này luôn đi xuống lại rồi nhìn nữa ta. Không chỉ vậy nữa là cái sâu vừa rồi như vậy, cái con giá quan trọng là con giá 57.000. Ok, 57.000. Đây 57.000, vừa nó đã, đã vừa rồi nó đã đánh vỡ. Cái con giá kế tiếp nên quan tâm tới là con giá 58.900. Đây là con giá 58.900. Ờ nào, mình xin lỗi. Nó lên tới cái vùng này lận. Ok. Lên tới cái vùng này lận. Ok đây 59 đây là nguyên một đây là 57 Ok à, đây là năm xin, xin lỗi bạn đây là cái vùng 57 57 57 Ok vừa rồi đã phá vỡ con giá kế tiếp quan trọng là con giá 59.800 nếu mà nó lên được tới 59 năm sống số 5 lên được tới cái sống số 5 này nè nó lên được tới cái vùng này Ok thì ít nhất để mình ghi luôn đây là 65 60 cho tới 65 phần trăm là nó nó bay bổng nó bay bổng ok là gọi là nó nó lên 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 và lên ok thì mình phải đi từng bước với nhau như vậy nghe đi từng bước với nhau như vậy là để mình biết sóng số 2 kết thúc ở đây thì cái đầu tiên là mình cần năm sóng đi lên như vậy năm sóng đi lên Năm sóng đi lên. Ok, nằm sóng đi lên. Vừa rồi như vậy mình nói là con giá mình cần năm sóng đi lên, cắn con giá 57 thôi mà vừa rồi sóng số 3 đã cắn. Thì sóng số 5 nếu sóng số 5 nha, sóng số 5 mà cắn được con giá 59.800 thì rất là bullish. Ok, nó sẽ tăng lên tới 560. Ok, có thể lên đến tới 7 70%. 70% là nó tiếp tục đảo thang Tiếp tục đảo danh. Thì, thì nó là vậy. Ok. Hai con giá quan trọng là con giá 55.300. Đây là mình chuyển đổi nó thành một cái phần vàng, vàng đúng không? Đường chỉ vàng. À, vừa rồi là mình chuyển đổi nó thành màu gì rồi? Màu vàng đây. Ok. À, con này thì nó không quan trọng nữa rồi, đúng không? Không quan trọng rồi mình đổi thành màu đỏ. Ok. Con này con 57 thì vừa rồi nó cũng không quan trọng nữa rồi. Mình đã cắn rồi. Ok, đổi thành màu đỏ. Con giá 53.000. Con giá 55.300 mình xin lỗi bạn. Okay. Phần phân tâm phần tâm cái điện thoại ok 55.300 và không chỉ vậy nữa ok nếu con sống số 5 cắn được của giá 58 59.800 59, 800, 59 500, thì cái phần trăm mà nó sẽ tiếp tục leo thang đúng không thì nó lên tới 60 65 cho tới 65 cho tới 70 phần trăm 65 tới 70 mình bỏ con giá 60 phần đi okay. mình phải đi từng bước với nhau như vậy nghe từng bước với nhau như vậy thì nó 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 là vậy, okay. Nhớ là năm sóng đi lên như vậy. Từ cái đấy của nó năm sóng đi lên như vậy. Nó chỉ tạo một cái sóng số 1 lớn thôi. Nha, nhớ là vậy, nó chỉ tạo một cái sóng số 1 lớn thôi. Rồi sau đó là gì? Đây, sóng số 1 này mình sẽ đổi nó thành một cái khác đi ha. Năm sóng đi lên tạo một cái sóng số một lớn. Rồi sau đó là gì? Nó sẽ có ba cái sóng hồi, 1 2 3. Ba cái sóng hồi để tạo cái sóng số số 2 năm sóng đi lên tạo sóng số 1, ba sóng hồi tạo sóng số 2. Vậy thôi cho mình hiện. Ok. Và từ 2 nghe, từ 2 như vậy. Đây là cái chống lưng của sóng số, số 4 nghe, đây là những con số này, ok. Từ 2 như vậy lên 3 là cái giai đoạn bay bổng nhất trong tất cả những cái sóng từ 2 lên 3. Bay 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 bay. Ok. Thì ghi đây mình ghi chữ. Mình ghi cái chữ một chút xíu. Ok Impulse Bay 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 Vậy thôi Vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này Vừa rồi có một cái bay khá là ok đúng không Một cái lon khá là ok Nó cắn cái đường chỉ màu đen này nó nói lên cái sự bay bổng đó Ok đóng dấu đầu tiên là số 0 ở đây Ok vừa rồi là Mình vẽ số 0 ở đây là cái đóng dấu đầu tiên Đúng không đóng dấu đầu tiên Sau đó cái đóng dấu thứ hai là số 1 là con giá 56 000 Ok, thì vừa rồi nó đã bay một khúc Ok, bây giờ nó đang trải nghiệm là sóng số 4 thôi Một là sóng số 4 Hai Là nó chỉ là A, B và C Ok, thì mình phải đợi Chủ yếu là nó chống được không? Nó chống được trên con giá 55.300 Là lên, 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 lên Ok, không nằm dưới con giá nằm đó Ok, vừa rồi cái trend Cái ngắn hạn ngay bây giờ cái trend là lên, 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 lên Vừa rồi đã xuống này Bây giờ là nó bắt đầu lên Nhưng nó phải cần chứng tỏ Nó nằm trên được con giá 55.300 và tiếp tục leo thang lên sóng số 5 của nó. Vậy thôi, đó là tất cả những mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này. Ok, à, năm sóng đi lên như vậy thì nó sẽ dẫn dắt những cái đồng altcoin lên lại và nó sẽ rất tốt cho những cái đồng altcoin. Còn ngay bây giờ vẫn chưa có sự chắc chắn bởi vì mình chưa có đủ năm sóng. Rõ ràng ai cũng muốn, ngay bây giờ ai cũng muốn là rõ ràng nó có năm sóng để bắt đầu mua vô đồng này đồng đỏ của những cái đồng altcoin vân vân vân. Nhưng ở đây mình không quản lý thị trường mình chỉ đi theo thị trường để ra uh, gọi là những cái tín hiệu cũng giống như ở uh, bắt đầu từ ở đây là tín hiệu là bắt đầu cái sự bay bổng quay lổ uh, quay quay lại đúng không bắt đầu đường nằm trên cái đường chỉ này Vậy thôi ok chứ mình không tạo thị trường nhớ là vậy nghe mình không mình không tạo thị trường mình sẽ đi theo thị trường để mình cho bạn cái những cái tín hiệu lên hoặc xuống lên hoặc xuống để bạn có thể áp dụng để chỗ đơn chỗ đường chỗ đường và chỗ đường vừa rồi đây mình cho bạn cái tín hiệu bắt đầu từ cái sự bay bổng là số 0 ở đây và nó đi một khúc như vậy Và lên tới cái vùng này thì nó hồi ok Cái sự này là cái sự mình cho bạn Còn cái tới cái khu vực này là rõ ràng là bạn phải biết là nó bắt đầu tính tới cái tín hiệu rồi rồi Bởi vì sao? Đây là những cái kháng cự của nó Và vừa rồi như vậy là bạn thấy cái nến của nó Thì cây nến của nó thì nó ngừng ở 57.500 thôi Nghe tắt đi tất cả mọi thứ bạn có thể thấy là Bắt cái nến thì nó ngừng ở 57.500 nhưng nó đánh cái râu lên tới 58.000 rồi sau đó nó mới hồi. Ok, thì đây là nhớ đây là kháng cự. Kháng cự là bằng sốt. Đúng không? Chống lưng. Chống lưng là gì? Chống lưng là bằng lon. Bằng lon. Đúng không? Nhưng không phải lúc nào nó cũng gọi là 100% chính xác cũng giống như những cái chống lưng của mình. Cũng giống như đây thì vừa rồi là nó bắt đầu. Cái nến nó ngừng ở 57.800. Nhưng mà nó đánh cái râu lên thêm 500 đô nữa. Bởi vậy cẩn thận, cẩn thận và cẩn thận ok cho những người nào trên tương lai còn cho spot thì cực kỳ dễ cực kỳ dễ đúng không chỉ mua thấp bán cao thôi ok vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này nếu cái tín hiệu vừa rồi cái sự bay bổng này là cái sự mình cho bạn nếu tín hiệu nó chuẩn bỏ một chút thời gian giúp mình ghi bên dưới tín hiệu của tiền academy chuẩn 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 nếu nó giúp bạn chốt đơn ghi chữ chốt 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 tín hiệu tiền academy giúp bạn chốt đơn và không chỉ vậy nữa uh, ứng dụng ngón tay có nghĩa là ứng vô chữ ứng dụng ngón tay có nghĩa là ứng vô chữ thích 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 và thích kaman gaman ba gaman sun